toàn chị khách hàng. Thì hiện tại Giang đang có mặt tại sao vàng của dự án Vincenter. Hiện nay Giang sẽ chia sẻ tổng quan về dự án sao vàng trên mặt bằng sao vàng của chúng ta ha, chị khách hàng nhé. Thì dự án Vincenter của chúng ta là nằm ở mặt tiền của sân golf Westlake Golf and Villa ha. Thì mình di chuyển vào dự án này là trên trục quốc lộ 22. Mình sẽ rẽ trái vào đi khoảng 15 đến 20 phút. Dự án của chúng ta là tiếp giáp giữa thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Long An. Thì quỹ đất của chúng ta là nằm ở huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Dự án của chúng ta sẽ ôm mặt tiền và sau này phía sau dự án của chúng ta là một khu đại đô thị của tập đoàn Vinhome. Thì hiện tại Vinhome đã sở hữu cái quỹ đất phía sau cái sân golf này rồi. Nếu anh chị khách hàng nào muốn đầu tư một cái giá trị bất động sản về villa hoặc là shop house thương mại thì hãy sở hữu ngay hôm nay để mình có cơ hội tăng giá trị bất động sản trong tương lai. Khi mà đại đô thị Vinhome nó hình thành phía sau dự án, chắc chắn giá trị bất động sản của khu vực của chúng ta sẽ gia tăng rất là nhanh và rất là nhiều ha. Trên màn hình anh chị khách hàng thấy Giang có dùng những hình ảnh flycam thực tế tại vị trí dự án. Thì như anh chị khách hàng thấy là sân golf của chúng ta là hiện hữu và hiện tại là sân golf chúng ta có tất cả là 18 lỗ và phía chủ đầu tư họ đang thực hiện cải tạo thêm 9 lỗ nữa, là tổng cộng là 27 lỗ của sân golf. Và có thể nói sân golf Westlake là một trong những sân golf lớn nhất miền Tây Nam Bộ đến thời điểm hiện tại luôn. Và theo tìm hiểu của Giang thì rất là nhiều khách hàng ở các tỉnh như là Tây Nam Bộ, Tây Ninh, Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh, và ngay cả những khách hàng của Hàn Quốc họ đến đây họ trải nghiệm và chơi golf rất là nhiều luôn. Nếu anh chị khách hàng nào muốn sở hữu một động sản mới, bất động sản sân golf thì hãy nhanh tay sở hữu ngay hôm nay. Thì như trên mặt bằng anh chị khách hàng thấy nè, thì đây là những cái mô hình của những căn villa, những căn shop house và những căn townhouse ở đây. Và hai phân khu này đã được xây dựng rồi, đang hoàn thiện luôn. Và khu vực của villa là cũng đã xây dựng rồi luôn rồi. Thì sau cái buổi chia sẻ của chủ đầu tư hôm nay, Giang sẽ mời anh chị khách hàng cùng đến thực tế, trải nghiệm thực tế tại vị trí dự án Vincenter để mình tìm hiểu hiện trạng thực tế như thế nào, rồi tốc độ xây dựng ra sao. Một số anh chị khách hàng rất là e ngại khi mà sở hữu những bất động sản có giá trị cao như vậy. Thì dự án của chúng ta là hoàn thiện về pháp lý và đã xây dựng hình thành nên mình rất là an tâm. Và chủ đầu tư CSV đang triển khai giai đoạn đầu tiên của dự án, và giai đoạn này là giai đoạn anh chị khách hàng rất là dễ dàng lựa chọn cho mình những căn villa, những căn shop house hoặc là những căn townhouse tại dự án của chúng ta. Thì mặt tiền đường của dự án chúng ta là mặt tiền đường DT822, là những căn shop house này là kết nối trực tiếp đến mặt tiền DT822 luôn chị khách hàng nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào khán phòng để tìm hiểu những cái thông tin chia sẻ từ chủ đầu tư CSV để mình nắm rõ hơn về thông tin dự án Vincenter. Anh chị khách hàng nhé, xin mời chúng ta.